chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Kính thưa quý vị, bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị những thông tin cực nóng liên quan đến cuộc đột kích đầy kịch tính của lực lượng đặc nhiệm rồng đen Việt Nam Cộng Hòa vào thủ đô nước Việt Nam tại Hà Nội bị nhiều UAV đồng loạt tấn công gây chấn động. Hôm qua, Bộ Quốc phòng tướng Phan Văn Giang tuyên bố tổng cộng 3 UAV và 2 chiến đấu cơ của lực lượng bí ẩn này đã tham gia vụ tấn công nhằm vào thủ đô Hà Nội trong sáng nay, ngày 5 tháng 7. Đã bị phòng không quân đoàn thủ đô bắn hạ bắt sóng hai phi công. Chủ, chủ tịch Hà Nội thay mặt đảng tuyên bố tất cả các máy bay không người lái UAV và hai chiến đấu cơ định tấn công thủ đô Hà Nội nhằm vào tòa nhà quốc hội đã bị lực lượng phòng không quân đoàn thủ đô tiêu diệt. Hiện tại, các cuộc tấn công đã bị lực lượng phòng không đẩy lùi. Tất cả UAV và hai máy bay chiến đấu bị bắn rơi ngoài vòng rìa thủ đô được phát hiện đã bị phá hủy. Hãng tin an ninh Bộ Quốc phòng dẫn lời ông Phan Văn Giang. Chủ tịch Hà Nội cho hay không có thương vong nào sau vụ tấn công nhắm vào tòa nhà quốc hội và cơ quan chính phủ và các cơ quan khẩn cấp đang hoạt động tại những khu vực bị ảnh hưởng ở vùng ngoại ô Hà Nội. Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, 3 UAV, hai máy bay chiến đấu đã bị bắn hạ ở vùng rừng phòng hộ Sơn Tây, trong khi chiếc còn lại rơi ở quận Hà Đông, gần nhà ông Nguyễn Phú Trọng, thuộc vùng Hà Nội sau khi bị hệ thống tác chiến điện tử vô hiệu hóa, không có báo cáo thiệt hại vật chất sau vụ tấn công. Trước đó, hãng thông tấn an ninh quốc phòng dẫn nguồn tin cơ quan khẩn cấp của thủ đô cho hay ba chiếc UAV đã bị bắn hạ ở ngoại ô Hà Nội, hai chiếc chiến đấu cơ bị đánh chặn ở vùng sân tây phía tây nam thủ đô. Các mảnh vỡ của ba chiếc UAV bị đánh chặn ở ngoại ô Hà Nội đã rơi xuống bãi đất bồi sông Hồng trống gần khu dân cư Đề Sông Hồng, cách sân bay khoảng 15 km. Theo trang web Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ của sân bay cho hay, ít nhất 14 chuyến bay vào sáng nay trên đường đến thủ đô đã được chuyển hướng đến hai sân bay khác. Nhiều nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy ít nhất hai vụ nổ vào khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương. Hiện phía quân nổi dậy Tây Nguyên chưa lên tiếng bình luận về sự việc trên. Sau đó có đoàn quân quân Khmer tự do vào nhà tù của quân đoàn Việt Nam tại Nghệ An để giải cứu hai phi công của Việt Nam Cộng Hòa bị bắn rơi. Họ cho là vậy và hơn 32 thành viên của quân Khmer tự do bị giam giữ tại đây. Diễn biến của cuộc tấn công giải cứu tù nhân với nhiều tình tiết gây cấn và hồi hộp như thế nào và liệu có đạt được thành công như mong đợi hay không? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin nóng cập nhật mới nhất mà Việt News của chúng tôi cập nhật. Kính thưa quý vị, sau khi tiêu diệt được tướng Diều Hâu cho về vườn tại một địa điểm gần căn cứ Hải quân của Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Ninh, phi đội cảm tử bầu trời xanh trong chiến dịch chim ân săn mồi. Như một bản tin trước chúng tôi đã từng đưa, có hai phi công Việt Nam Cộng Hòa bị bắt sóng sau khi máy bay của họ bị trúng tên lửa từ đối phương, quân đoàn phòng không Hà Nội, và đã được đưa đến nhà tù quân đội ở vùng ngoại ô thành phố Vinh, nơi hiện cũng đang giam giữ hơn 38 thành viên của quân Khmer Tự Do đã bị bắt sau các vụ chạm trán quyết liệt với quân đội Việt Nam. Và sau khi nghiên cứu thám thính tình hình hoạt động tại nhà tù này của quân đội Việt Nam, một kế hoạch giải cứu chi tiết đã được vạch ra. Theo các nguồn tin quân sự chúng tôi có được, vụ đột kích chỉ thành công sau khi đặc nhiệm rồng đen Việt Nam Cộng Hòa tham gia vào cuộc đột kích. Đặc nhiệm Việt Nam Cộng Hòa chỉ tham chiến vào phút chót sau khi lực lượng đặc biệt quân Khmer tự do lâm vào tình thế tương đối nguy cấp trong cuộc giao chiến ác liệt với các binh sĩ, bộ đội. Cũng một phần do kháng chiến quân Khmer tự do đã đánh thấp đối thủ của mình. Kính thưa quý vị, vào khoảng 6 giờ tối, ngày 5 tháng 7 vừa qua, cuộc giao chiến giữa lực lượng đặc biệt của các chiến binh Khmer tự do của thủ lĩnh game Sokha và các binh sĩ Việt Nam đã bắt đầu diễn ra vô cùng ác liệt. Sau hàng loạt đạn phóng lựu, tên lửa vắt vai Stinger cũng như các loại B-40, B-41 được các chiến binh thổi vào các ụ gác và vào trong nhà tù. Cuộc đụng độ kéo dài gần 15 phút cũng đã dẫn đến thương vong cho chiến binh Khmer tự do chứng kiến những đồng minh cũng là bạn bè mình khi có cùng chung kẻ thù đang gặp nguy hiểm và bất lợi. Các đặc nhiệm tinh nhuệ rồng đen của Việt Nam đã bắt đầu nhập cuộc tham chiến để hỗ trợ. Nhóm đặc nhiệm rồng đen bao gồm 38 người, trên thực tế cũng đang âm thầm, bí mật, đảm nhiệm, nhiệm vụ hỗ trợ cho lực lượng Khmer Tự Do cùng chiến đấu chống lại các âm mưu, kế hoạch của Việt Nam Cộng Hòa trong việc lợi dụng các tổ chức phản động chống lại Việt Nam cũng như hai bên trợ chiến cùng nhau khi có kế hoạch nhằm vào lính Cộng sản Việt Nam. Một nguồn tin quân sự đã mô tả chi tiết về cuộc đột kích ngày 5 tháng 7 do đặc nhiệm Việt Nam Cộng Hòa và lực lượng đặc biệt Khmer Tự Do phối hợp với nhau nhằm giải cứu tù nhân bị quân đội Cộng sản Việt Nam giam giữ để chờ ngày ra tòa án. Theo đó, cuộc đột kích bắt đầu sau nửa đêm sau khi tình báo Việt Nam Cộng Hòa phát hiện thấy có việc nhiều binh lính cực đoan Cộng sản Việt Nam có khả năng làm hại tù nhân khi cho đào sẵn các hố chôn người phía sau nhà tù. Lực lượng đặc biệt của quân Khmer tự do cùng các đặc nhiệm rồng đen trước đó đã được các trực thăng diều hâu đen của Việt Nam Cộng Hòa ngụy trang thành các máy bay quân sự Việt Cộng của Trung đoàn đặc nhiệm Không quân 72 của lực lượng rồng đen đổ bộ xuống gần khu vực bị nhắm mục tiêu. Trực thăng hạ cánh, các đặc nhiệm Việt Nam Cộng hòa ẩn nấp tại các vị trí kín đáo và sau đó tiếp cận đến phía sau một bức tường bao quanh nhà tù để quan sát cuộc tấn công của các chiến binh Khmer tự do. Tuy nhiên, không lâu sau khi cuộc đổ xuống giữa các chiến binh Khmer tự do và quân đội cộng sản Việt Nam nổ ra, kế hoạch ban đầu thay đổi Đặc nhiệm Rồng Đen bắt đầu hỗ trợ tham chiến, đánh dấu một trận đánh ác liệt trên bộ, trực tiếp đầu tiên giữa đặc nhiệm trong các quân phục của quân Khmer tự do cùng quân đội Việt Nam bảo vệ nhà tù. Theo đó, các đặc nhiệm Việt Nam Cộng hòa ở bên ngoài quan sát thấy rõ các chiến binh bị hỏa lực mạnh của quân Cộng sản Việt Nam khống chế và lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một số người bị thương nặng. Do đó, 30 đặc nhiệm Mỹ có mặt tại đó đã nhanh chóng tham chiến để cứu đồng đội. Trong trận đánh này, một đặc nhiệm Việt Nam Cộng Hòa đã trúng đạn, bị thương nặng. Đồng đội đã nhanh chóng đưa anh ra khu vực an toàn phía sau, nhưng anh đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Sau đó, lực lượng hai bên đã tràn được vào bên trong. Sau các cuộc đổ súng ác liệt và tiêu diệt hầu như toàn bộ, chỉ sau hơn 19 phút khi đặc nhiệm rồng đen nhập cuộc, hai phi công và hơn 32 chiến binh Khmer tự do đã được giải cứu thành công sau đó. Tất cả họ đã chia nhau ra nhiều hướng và biến mất tại những khu rừng trong màn đêm bao la của nhà tù. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin thời sự của chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin tiếp theo liên quan đến cuộc đột kích đầy kịch tính của lực lượng đặc nhiệm rồng đen Việt Nam Cộng Hòa vào thủ đô nước Việt Nam tại Hà Nội bị nhiều UAV đồng loạt tấn công, gây chấn động. Hôm qua, Bộ Quốc phòng tướng Phan Văn Giang tuyên bố tổng cộng 3 UAV và hai chiến đấu cơ của lực lượng bí ẩn này đã tham gia vụ tấn công nhằm vào thủ đô Hà Nội trong sáng nay chủ tịch hà nội thay mặt đảng tuyên bố tất cả các máy bay không người lái uav và hai chiến đấu cơ định tấn công thủ đô hà nội nhằm vào tòa nhà quốc hội đã bị lực lượng phòng không quân đoàn thủ đô tiêu diệt hiện tại các cuộc tấn công đã bị lực lượng phòng không đẩy lùi tất cả uav và hai máy bay chiến đấu bị bắn rơi ngoài vòng rìa thủ đô được phát hiện đã bị phá hủy hãng tin an ninh bộ quốc phòng dẫn lời ông phan văn giang chủ tịch hà nội cho hay không có thương vong nào sau vụ tấn công nhắm vào tòa nhà quốc hội và cơ quan chính phủ và các cơ quan khẩn cấp đang hoạt động tại những khu vực bị ảnh hưởng ở vùng ngoại ô Hà Nội. Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, 3 UAV, hai máy bay chiến đấu đã bị bắn hạ ở vùng gần phòng hộ Sơn Tây, trong khi chiếc còn lại rơi ở quận Hà Đông gần nhà tư Nguyễn Phú Trọng thuộc vùng Hà Nội. Sau khi bị hệ thống tác chiến điện tử vô hiệu hóa không có báo cáo thiệt hại vật chất sau vụ tấn công. Trước đó, hãng thông tấn An Ninh Quốc Phòng dẫn nguồn tin cơ quan khẩn cấp của thủ đô cho hay, ba chiếc UAV đã bị bắn hạ ở ngoại ô Hà Nội, hai chiếc chiến đấu cơ bị đánh chặn ở vùng sân bay phía Tây Nam thủ đô. Các mảnh vỡ của ba chiếc UAV bị đánh chặn ở ngoại ô Hà Nội đã rơi xuống bãi đất bồi sông Hồng, trống, gần khu dân cư đề sông Hồng cách sông Ba khoảng 15 km Theo đó cuộc đột kích bắt đầu sau nửa đêm sau khi tình báo Việt Nam Cộng Hòa phát hiện thấy có nhiều binh lính cực đoan Cộng sản Việt Nam có khả năng làm hại tù nhân khi cho đào sẵn các hố chôn người phía sau nhà tù Lực lượng đặc biệt của quân Khmer Tự Do cùng các đặc nhiệm rồng đen trước đó đã được các trực thăng dừa hầu đen của Việt Nam Cộng Hòa ngụy trang thành các máy quân sự Việt Cộng của Trung đoàn đặc nhiệm không quân 72 của lực lượng rồng đen đổ bộ xuống gần khu vực bị nhắm mục tiêu. Trực thăng hạ cánh, các đặc nhiệm Việt Nam Cộng Hòa ẩn nấp tại các vị trí kín đáo và sau đó tiếp cận đến phía sau một bức tường bao quanh nhà tù để quan sát cuộc tấn công của các chiến binh Khmer tự do. Tuy nhiên, không lâu sau khi cuộc đổ súng giữa các chiến binh Khmer tự do và quân đội Cộng sản Việt Nam nổ ra kế hoạch ban đầu thay đổi. Đặc nhiệm rồng đen bắt đầu hỗ trợ tham chiến, đánh dấu một trận đánh ác liệt trên bộ, trực tiếp đầu tiên giữa đặc nhiệm trong các quân phục của quân Khmer Tự Do cùng quân đội Việt Nam bảo vệ nhà tù. Theo đó, các đặc nhiệm Việt Nam Cộng Hòa ở bên ngoài quan sát thấy rõ các chiến binh bị hỏa lực mạnh của quân Cộng sản Việt Nam khống chế và lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một số người bị thương nặng Do đó, 30 đặc nhiệm Mỹ có mặt tại đó đã nhanh chóng tham chiến để cứu đồng đội. Trong trận đánh này, một đặc nhiệm Việt Nam Cộng Hòa đã bị trúng đạn, bị thương nặng. Đồng đội đã nhanh chóng đưa anh ra khu vực an toàn phía sau. Nhưng anh đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Sau đó, lực lượng hai bên đã tràn được vào bên trong sau các cuộc đọ súng ác liệt và tiêu diệt hầu như toàn bộ chỉ sau hơn 19 phút khi đặc nhiệm rồng đen nhập cuộc. Hai phi công và hơn 32 chiến binh Khmer Tự Do đã được giải cứu thành công. Tất cả họ đã chia nhau ra nhiều hướng và biến mất tại những khu vực trong màn đêm bao la của nhà tù. Thời lượng còn lại cũng trình thời sự là bản tin quốc tế. Mỹ tung video cáo buộc tiêm kích Nga áp sát nguy hiểm UAV ở Syria. Mỹ công bố đoạn video nhằm cáo buộc tiêm kích Nga di chuyển gần một cách nguy hiểm, vào các UAV tấn công hạng nặng của Washington tại Syria. Không quân Mỹ ngày 5 tháng 7 công bố đoạn video mà họ cáo buộc là tiêm kích Nga đã áp sát nguy hiểm. Một số UAV hạng nặng MQ-9 của Washington tại Syria. Mỹ cáo buộc máy bay chiến đấu SU-35 của Nga bắn pháo sáng và buộc các chiếc MQ-9 Gisper phải thực hiện các thao tác né tránh. Trong đoạn video, tiêm kích Nga bay gần một chiếc Gipper, sau đó một số dù gắn pháo sáng di chuyển vào đường bay của những chiếc UAV Mỹ. Trung tướng Alex Ginkiewicz, chỉ huy lực lượng không quân số 9 của Mỹ ở Trung Đông, cho biết vụ chạm trán xảy ra khi ba trong số các máy bay không người lái của Mỹ đang hoạt động trên bầu trời CIA vào buổi sáng, trong một nhiệm vụ chống lại nhóm khủng bố IS ông Ginkiewicz cáo buộc ba máy bay Nga khi đó có hành động với rối máy bay không người lái của Mỹ. Theo tướng Mỹ, các phi công Nga đã di chuyển máy bay của họ phía trước một máy bay không người lái của Washington và kích hoạt bộ đốt sau giúp tăng đáng kể tốc độ và áp suất không khí. Vụ nổ phản lực từ bộ đốt sau có khả năng làm hỏng thiết bị điện tử của Gipper và ông Ginkiewicz cho biết nó làm giảm khả năng vận hành máy bay một cách an toàn của người điều khiển UAV. Ông Gin kết quyết cáo buộc máy bay quân sự Nga đã có hành vi không an toàn và thiếu chuyên nghiệp khi tương tác với máy bay Mỹ ở Syria. Chúng tôi kêu gọi các lực lượng Nga ở Syria chấm dứt hành vi liều lĩnh này và tuân thủ các tiêu chuẩn hành vi của một lực lượng không quân chuyên nghiệp để chúng tôi có thể tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ đánh bại IS lâu dài, ông nói tướng quân đội Eric Kugila, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cảnh báo các động thái Nga làm tăng nguy cơ leo thang hoặc tính toán sai lầm. Nga chưa bình luận về cáo buộc từ Mỹ. Khoảng 900 binh sĩ Mỹ đang được triển khai ở Syria để hợp tác với lực lượng dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo đối phó với IS. Sự hiện diện của Mỹ đã vấp phải sự phản đối của chính quyền tổng thống Syria Basad al-Assad, một đồng minh của chính phủ Nga trong một diễn biến tiếp theo, Nga dùng cách đặc biệt bảo vệ chiến hạm trước xuồng tự sát của Ukraine. Chuyên gia chỉ ra cách Nga đang áp dụng để bảo vệ các chiến hạm của hạm đội Biển Đen trước nguy cơ bị xuồng tự sát của Ukraine tấn công. Nhà phân tích hải quân Hy Sutton cho biết các tàu chiến Nga ở hạm đội Biển Đen đang được sơn đen ở hai đầu nhằm mục đích ngụy trang trước các cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine. Theo ông Sutton, Nga dường như đã bắt đầu sơn lên các tàu chiến mang tên lửa hành trình Kalik, vũ khí thường được sử dụng để tập kích các mục tiêu ở Ukraine. Vào ngày 29 tháng 6, kchf.ru, một trang web chuyên chia sẻ tin tức về hạm đội biển đen của Nga, đăng hình ảnh của Ivan Golubev, một tàu quét mìn thời Liên Xô, dường như đã được sơn màu đen ở hai đầu. CH Cao xa. một nhà nghiên cứu ở Viện Guxi Anh, nói với Business Insider rằng nỗ lực ngụy trang của Nga nhằm giảm nguy cơ chiến hạm bị xuồng không người lái tấn công. Xuồng không người lái của Ukraine được người vận hành điều khiển từ xa. Chúng di chuyển rất nhanh nên người điều khiển chỉ có rất ít thời gian để chọn mục tiêu. Có vẻ như trong trường hợp này, việc ngụy trang nhằm đảm bảo rằng ở khoảng cách rất xa một cảm biến quan điện chất lượng thấp có thể không phân biệt được con tàu với sự lộn xộn của cảnh vật phía sau ông giải thích con tàu cũng có thể trông nhỏ hơn nhờ lớp sơn sẫm màu trên mặt nước theo chuyên gia này đây được xem là một phương pháp chi phí thấp của nga để giảm mối đe dọa từ thiết bị không người lái ngoài ra ông nhận định chiến thuật ngụy trang này có thể còn hiệu quả hơn với các máy bay không người lái uav trong trường hợp người vận hành sử dụng ảnh vệ tinh thương mại. Trong các bức ảnh chụp từ vệ tinh trên cao, phần nước biển thường có màu sẫm nên phần sơn đen của con tàu dễ bị hòa vào nền. Trong cuộc chiến kéo dài hơn một năm qua để phá ưu thế của Nga ở Biển Đen, Ukraine được cho đã sử dụng xuồng không người lái như một biện pháp tấn công giá thành thấp và hiệu quả nhằm vào các chiến hạm của Moscow ở Sevastopol, Crimea. Theo ông cao sát, để đối phó với các vũ khí Ukraine, nga đã dựng hàng rào quanh quân cảng của hạm đội biển đen giữa các chiến hạm ở khu vực gần bờ hơn. Tháng 11 năm ngoái, tổng thống Ukraine đã kêu gọi thế giới gây quỹ để nước này xây dựng một đội gồm 100 xuồng không người lái nhằm đối phó dàn chiến hạm hùng hậu của nga ở khu vực biển đen.